Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính thượng bái bạch trên chư thôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh, hòa trong không niềm hân hoan của người con Phật trên mọi miền đất nước. Hôm nay chùa Hưng Pháp long trọng tổ chức đại lễ Phu Lan Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Vào giờ này, toàn thể đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con thành kính đảnh lễ, cung thỉnh những bước chân an lạc của chư tôn hiền đức quang lâm về tại đạo tràng để chứng minh và tham dự buổi lễ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cử ba hồi chuông trống bát nhã, thành tâm cung thỉnh chư tôn thiện đức quang lâm về tại đạo tràng. Thiền hành chuyển hóa đất thơm hương, vườn tâm tươi tốt xanh màu lá, hướng thiện nhân gian mọi nẻo đường. Chúng con thành kính được cung đón chư tôn thiện đức quang lâm về tại đạo tràng. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng ni quang lâm về những giải bàn mà ban tổ chức chúng con đã thành kính cung thỉnh quý tôn đức. Trên bàn chứng minh chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Lệ Nhân, thượng tọa đạo hiệu Thích Thiện Từ, thượng tọa đạo hiệu Thích Đồng Hành quang lâm bàn chứng minh. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đại đức tăng ni quang lâm an tọa. Và kính thưa quý vị, trong lúc chờ đợi tiết mục múa, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay để chào đón tiết mục hát tân cổ đến từ Phật tử Lê Thị Huệ, pháp danh là Lệ Tu, với tân cổ Công Cha Nghĩa Mẹ. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Chẳng quan suốt đời gì
sao con được nên người, dù thân gầy ốm đau chẳng bằng chi. Dòng tay đã chớ cha giấc diêu dài khuya, lòng quặn đời của mẹ cha như như biển trời lại lớn. Chín tháng cưu mang ba năm bồng ấm dành ước nhường khó mong con khó. Thank you.
tôi cầu, nếu một mai cha mẹ đã qua đời thì dù cho con nuôi tiếc cũng buồn rồi. Chiều nay đứng trước cổng Tam Quan, nhìn những chiếc lá vàng rơi lạ ta, lòng lâng lâng dạt vào bao nỗi ưu tư mà bỗng đâu xuất hiện trong con hình ảnh thân thương của hai đấng sanh thành. Phật tử Lệ Tu. Và kính thưa quý vị, tiếp theo là tiết mục múa Mẹ Yêu Ơi đến từ các em gia đình Phật tử Cánh Pháp. Quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn và thật dài. Vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông, mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè, mẹ là dáng tre che bóng con đi học về, mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều, mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều, mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công, mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên
của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày làm lũ vì con, đào làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày làm lũ vì con, đau lòng con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, mẹ luôn là phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày làm lũ vì con, đau lòng con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đau lòng con thấu hiểu. Cảm ơn mẹ cho con cuộc đời. Xin được cảm ơn những tích múa của các em gia đình Phật tử Cánh Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn tiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Vừa rồi là những tiết mục hát múa để mở đầu cho chương trình đại lễ Vu Lan Phật lịch 2568 dương lịch 2024 tại chùa Hưng Pháp sáng hôm nay. Và để bước vào chương trình chính thức sáng hôm nay, vào giờ này, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và toàn thể đạo tràng đồng đứng dậy chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư ba lần cầu gia hộ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn tiền đức và toàn thể đạo tràng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
vạn cổ xưng danh tôn giả, đầy hứa một kiện liên Bồ Tát. Kính bạch trên chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trung nguyên ngày hội vòng Vu Lan, bến giác chiều thu sóng đào ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, Vu Lan báo hiếu là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, một dân tộc có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Năm tháng trôi qua, đạo hiếu ấy đã thấm sâu vào lòng nhân loại và tạo nên một truyền thống văn hóa quý báu, đó là ẩm thị tư nguyên, tức là uống nước nhớ nguồn. Lễ Vu Lan báo hiếu ngày nay không chỉ là những nghi lễ gói gọn nơi chốn thiền môn, mà nó đã trở thành ngày hội chung của tất cả những tâm hồn hướng về nguồn cội thiêng liêng cao quý. Mà gần gũi nhất đó chính là hình ảnh của cha, của mẹ. Năm xưa, vì nhớ nghĩ đến ân đức sanh thành sâu nặng của mẫu hậu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lên cung trời thuyết pháp cho Thánh Mẫu Ma Gia suốt 3 tháng hạ. Khi phụ vương Tịnh Phạn băng hà, Đức Phật cũng miên mình gánh linh cữu của vua cha, cũng vì muốn báo đáp công ơn dưỡng dục như trời như biển tôn giả Mục Kiền Liên. Sau khi tu hành đắc đạo, nhớ nghĩ đến thâm ân cao cả ấy, Ngài đã đi khắp các cảnh khổ của địa ngục ngạ quỷ để cứu mẹ thoát khỏi khổ đau. Ôi, ân đức mẹ cha thật là cao dày. Giá trị sâu sắc của lời dạy tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật đã được gìn giữ và vun đắp qua bao thế hệ Phật tử Việt Nam. Hôm nay thể theo truyền thống ấy, ngày 22 tháng 7 năm Giáp Thìn, noi gương của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên tôn giả, hàng Phật tử chúng con tề tựu về đây dưới mái chùa Hưng Pháp, gội lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng cúng mười phương tam bảo, thứ đến dâng cúng hiện tiền chư tôn thiện đức tăng ni. Vì nghĩ nhớ đến ân từ bi tế độ, sau nhờ quý tôn đức nhất tâm cầu nguyện để cửu hiền thất tổ cha mẹ nhiều đời được nương nhờ vào oai lực này mà tránh xa đường dữ, quay về cõi lành, cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, biết nương về tam bảo. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, để cho chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu được thập phần viên mãn, chúng con xin được phép chư tôn đức và toàn thể đại chúng được thông qua chương trình của buổi lễ sáng hôm nay. Thứ nhất, chuông trống bát nhã cung nghinh chư tôn đức quang lâm. Thứ hai, niệm Phật cầu gia hộ. Thứ ba, tuyên bố lý do giới thiệu chương trình và giới thiệu thành phần tham dự. Thứ tư là nghi thức cài hoa hồng. Thứ năm là chương trình sám hối và phút giây hiếu hành. Thứ sáu là nghi thức dân y cúng dường. Thứ tám là đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. Thứ chín là cảm tạ của ban tổ chức. Thứ mười, tụng bài sám Vu Lan và hồi hướng. Kính bạch chư tôn đức,
Kính thưa toàn thể đạo tràng, sáng hôm nay nhận lời cung thỉnh của bổn từ, chúng con được cung đón và thành tâm giới thiệu trên bàn chứng minh. Chúng con được cung đón và giới thiệu Thượng tọa Đạo hiệu Thích Lệ Nhân, viện chủ chùa Khánh Long và chùa Phổ Minh. Chúng con được cung đón cung kính giới thiệu Thượng tọa Đạo hiệu Thích Thiện Trì, trú trì chùa Bửu Hưng, Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận. Chúng con được cung kính giới thiệu Thượng tọa Đạo hiệu Thích Đồng Hành, chùa Thiền Lâm. Và xin cung kính giới thiệu Đại Đức Đạo hiệu Thích Tâm An, trú trì chùa Hưng Pháp, trưởng ban tổ chức đại lễ. Và chúng con được cung kính giới thiệu Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đã nhận lời thỉnh của ban tổ chức trở về chứng minh và tham dự cho buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được phép giới thiệu chung. Và xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị thiền nam tín nữ Phật tử xa gần đã trở về tham dự buổi lễ sáng hôm nay thật đông đảo. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, để chào mừng và cung đón Chư Tôn Thiện Đức và toàn thể đạo tràng đã trở về tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Hưng Pháp sáng nay. Các em gia đình Phật tử Khánh Pháp dành tặng lên quý Tôn Đức và toàn thể đạo tràng tiết mục dân hoa bắt đầu. Thánh bên tự mình
giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Chắp tay tâm thành con vui lạy, hướng hoa cung dường lên chư Phật. Đạo vàng tỏa sáng người phương, quý thầy diệu pháp soi đường con đi. Cảm ơn những lãng hoa lòng rất là tươi thắm dâng lên chư Tôn Đức và toàn thể đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Thiện Đức Chứng Minh. Kính thưa toàn thể Phật tử, không biết từ bao giờ nhân loại đã chọn hoa hồng làm biểu tượng cho tình yêu thương. Trong đó có tình yêu thương của cha, của mẹ. Cứ mỗi độ Vu Lan về, chúng ta lại chọn cho mình hoa hồng màu đỏ, màu trắng, màu vàng để cài lên ngực áo của những người con hiếu thảo. Và cứ như thế, nghi thức cài hoa hồng dần dần trở thành một điều không thể thiếu trong lễ hội Vu Lan. Sau đây, trân trọng kính mời Phật tử Tường Vi diễn đọc ý nghĩa Vu Lan. Xin trân trọng kính mời Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng vì có cha, có mẹ. Bẩm thọ vẹn toàn từ hai di chức, ta mang trong ta là hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng đứng lên để bước vào đời dù với muôn ngàn chông gai thử thách. Mẹ vun đắp cho ta con tim dịu dàng từ ái, giúp ta rộng lượng, bao dung và đồng cảm với cuộc đời. Cha cho ta dòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để thẳng đường tiến xa về phía trước. Mẹ cho ta dòng sữa thơm ngọt mát, con tim yêu thương để sớt chia nghĩa cử với tha nhân. Cha lo lắng cho ta từ manh áo chén cơm, sẵn sàng vượt núi trèo non, bất chấp mọi hiểm nguy gian nan, để có thể mang về cho ta mọi điều mà ta mong muốn. Người chỉ vui khi thấy ta bình yên vô sự, chỉ an lòng khi thấy ta hồn nhiên chạy nhảy vui cười. Mẹ mang nặng để đau, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm, mẹ nhường con ngọt bùi, đắng cay phần mình. Mẹ quan tâm, chăm sóc, mẹ lo lắng cho ta đủ điều. Người có thể đi sớm về trưa, buông tạo bán tầng một sương hai nắng, dù phải mòn hơi kiệt sức, xong mẹ chỉ vui khi thấy ta vui. Đến khi lớn khôn, cha mẹ lại cho ta đến lớp, người giúp ta tiếp xúc với thầy, với bạn, để ta có thể học hỏi được những điều hay lẽ phải từ cuộc đời. Hoàn bị cho ta một vốn hành trang vững chãi để vào đời. Thương con mẹ dệt niềm tin, cho con ăn học, cho mình ước ao. Nỗi lo mẹ cộng thêm vào, tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra. Bao lo lắng, suy tư đã làm mái đầu của người pha xương trắng. Những nhọc nhằn vất vả của cuộc đời đã làm bằng nặng cả hai vai. Nuôi con buông tạo bán tầng, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, con đâu làm mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Suốt cuộc đời này dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, vì ta tất cả, dẫu phải đánh đổi hay chịu đựng bất cứ điều gì trong cuộc sống, người cũng bằng lòng chấp nhận. Chỉ mong sao cho ta được hạnh phúc, yên vui. Đến một sớm mai nào, trong giọt nắng bình minh, ta vươn vai lớn lên trưởng thành và chững chạc. Ta ngẩng cao đầu hướng về phía trước, từ bỏ mẹ cha để rong ruổi tha phương. Ta đã nghe tiếng gọi của lợi danh, tháp tùng theo những hội hè của bạn bè để thâu đêm suốt sáng.
Vậy mà ta có nghe đâu tiếng cha can, lời mẹ dỗ. Ta bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên răn từ ái của mẹ già. Ta đi rồi, cha bắt đầu bồn chồn lo lắng, thao thức canh thâu. Người dõi theo tin tức của ta vẫn đợi, vẫn trông, dù biết rằng bạc vô âm tín. Mây mù quá, dầu nước sông quê rồng lại lớn, nhưng người vẫn còn chờ đợi và vẫn tin một ngày kia ta sẽ biết quay về. Ta đi rồi, mẹ nhớ thương ta, cứ mỗi chiều về người thường ngồi tựa cửa nhìn những cánh chim đang bay bạc ngàn trong gió. Mắt mẹ buồn vời vợi dõi xa xăm, mẹ nhớ từng tiếng nói của con, trong đợi từng bước chân con sẽ tìm về nơi mái nhà xưa, dù chỉ một lần trong thoáng chốc. Vậy mà đã mấy mùa trăng tròn rồi lại khuyết, người vẫn ngồi trong mong mòn mỏi, vẫn ngóng chờ ta theo nhịp bước thời gian. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Rồi có một lúc nào đó, sau nhiều năm xa quê bôn ba xuôi ngược, chợt bồi hồi nghĩ tưởng về cha, về mẹ. Ta như muốn tìm lại chút dư âm của ngày xưa thân ái, muốn quay về để đoàn tụ với gia đình, muốn nghe lại những lời dạy bảo ôn tồn, tuy nghiêm khắc nhưng từ ái của cha. Muốn được ngủ say bên chiếc võng đưa, trong câu hát ru à ơi ngọt ngào và bao dung của mẹ. Nhưng chắc gì ta còn cơ hội ấy, vì tuổi xế chiều của mẹ cha ngày càng chồng chất. Bóng thời gian vùng vụt thổi qua đời, mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ. Ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn thêm, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Chiều nay, trong gió bất lạnh lùng, ta trở về thăm lại mẹ cha ta. Mái hiên xưa vẫn hiu quạnh, cô liêu vò vỏ một góc vườn như nhớ nhung buồn tuổi. Nơi đó có hai đấng sinh thành đã vì ta nhiều năm trông đợi, nơi mà đã một thời mẹ cha đã nuôi ta khôn lớn, chắc chiêu gói ghém bao nghĩa tình cho ta. Nhưng lối nhỏ ngày xưa giờ sao rêu xanh mờ xóa dấu, mảnh sân trước nhà giờ cỏ dại đã mọc đầy, cánh cổng vẫn khép hờ nhưng ngôi nhà sao hoang vắng quá. Mẹ ta đâu, cha ta đâu, tất cả bỗng rơi vào khoảng không im lặng. Ta nhìn ra trước ngõ đã vắng bóng cha, ta tìm lối vườn sâu cũng không gặp mẹ. Đây là chiếc áo của cha, kia là chiếc khăn len của mẹ. Kỷ vật ngày nào vẫn còn nguyên đó, vậy mà bóng người xưa giờ khuất dạng nơi đâu. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, có phải
con quá hờ hững, vô tâm lắm đúng không? Con đã bỏ mặc mẹ cha ngày đêm sống trong cô đơn hiu quạnh. Con đã vô tình lãng quên, để dòng chảy thời gian của mẹ cha về tận phương trời nào. Con không đợi một ngày kia mẹ mất mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi đã có từ bao giờ. Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Hôm nay về đây, xin cho con được quỳ trước mẹ, trước cha, để nói lên lời tri ân và tạ tội. Có thể mẹ cha đã không còn nữa, nhưng một đời đã vì con vất vả. Vậy mà nghĩa ân kia con chưa lần nào nghĩ tường để đáp đền. Dẫu phải bắt đầu mọi thứ từ hôm nay, nhưng dù con có thờ phụng kính vâng cha mẹ đến suốt một đời này, thì ân nghĩa kia làm sao con trả hết. Mẹ thương con dạt dào, tình mẹ mênh mông như biển Thái Bình bao la vô tận. Cha mẹ cho con tình nghĩa sâu nặng, vời vợi vút cao như núi ngất trời. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gian khổ một đời không ai gánh nặng bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Từng tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Nếu còn mẹ, còn cha, xin bạn hãy vui lên và hãy tự hào rằng mình vẫn còn một vùng trời hạnh phúc. Hãy trân trọng cài lên ngực áo của nhau một đóa hoa hồng, màu hồng của sự thương yêu, như màu máu trong tim mà mẹ cha đã vất cạn một đời hy sinh vì ta vất vả. Màu ấy như một màu nhắc nhở rằng phải nhớ về cội nguồn, về những thâm ân to lớn của mẹ cha mà ta phải gắng phụng dưỡng đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, một màu hồng đã gói trọn vấn vương bởi những lo lắng, tảo tần suốt một đời cho ta, vì ta tất cả. Xin bạn hãy giữ, đừng bao giờ làm phai nhạt, như ấp ủ, nâng niu tình thương yêu của hai đấng sinh thành. Nếu bạn bất hạnh vì cha mẹ mất, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa buồn trinh trắng. Bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về cha mẹ mình với những gì cao cả và thiêng liêng nhất. Nam mô vạn cổ hiếu, xưng danh tôn giả Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Xin được trân trọng cảm ơn Phật tử Tường Vi đã diễn đọc ý nghĩa kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hoa hồng thắm, màu vàng y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con khoác áo nâu sồng, tình mẫu tử có hoàn toàn ghi nhớ để tưởng nhớ
đến thăm ân của chư Phật, ân giáo dưỡng của thầy tổ, công lao sinh thành và dưỡng dục của mẹ cha, ân đất nước đồng bào, ơn chúng sanh vạn loài, ân hy sinh cao cả của chư vị thánh tử đạo, các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ đã vì tổ quốc vong thân cho hòa bình và hạnh phúc. Trong giờ phút này, kính cung thỉnh chư tôn thiện đức và toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm, lắng động tâm tư, nhất tâm xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng đứng dậy chắp tay. Phút tưởng niệm bắt đầu. Sau đây, trân trọng kính mời các em Phật tử tiến lên chư Tôn Đức để cài hoa chư Tôn Đức, và các em Phật tử cài hoa cho toàn thể đạo tràng. Những đóa hoa hiếu hạnh sẽ được cài lên chư Tôn Đức. Mỗi người chúng ta hãy chắp tay hình búp sen trang nghiêm để hướng vọng về hai đấng sanh thành, để cài lên ngực áo mình những đóa hồng biểu trường cho tình thương yêu dành cho cha mẹ. Và kính mời toàn thể đạo tràng cùng lắng nghe nhạc phẩm Bông Hồng. Bông hồng cài áo qua sự thể hiện của Phật tử Quảng Phúc. Mẹ
ngoài chuối buồng câu là tiếng sẽ đêm thâu, là nắng ông nương du, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Bài hát thần tiên là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đua trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lon bia ngọt ngào, mẹ là nại chú buồng câu, là tiếng sẽ đêm thâu, là nắng ấm nương du, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo xưa đi, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Cảm ơn tiếng hát của Phật tử Quảng Phúc và kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng trở về chứng minh và tham dự chương trình Vu Lan Báo Hiếu sáng hôm nay. Chúng con được kính mời Đại Đức Cát Tường sẽ gửi đến toàn thể đạo tràng với nhạc phẩm Gánh Mẹ của Quách Ben. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thầy MC
Xin đại chúng cho một tràng pháo tay với MC. Lời đầu tiên cho con xin được tri ơn Đại Đức Chủ trì Chùa Hưng Pháp đã thương tưởng, đã mời con về đây. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, con xin kính chúc chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni thân tâm được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đồng xin gửi tới quý Phật tử nam nữ gần xa có mùa Vu Lan thật ấm cúng trong gia đình của mình. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin quý Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn luôn các bạn. Đời mẹ đã tạo tần gần con, cho con gần mẹ đâu non, cả lòng mẹ đã gần con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh hà ơi, con xin nhắc lại những lời mẹ ru. Đường đời xin gió mình mù, vì con hạnh phúc chẳng từ xa. Để con gánh mẹ đừng can, sức khi mẹ mất muộn mà gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm sông những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai người. Mẹ là sắp lỡ đâu lá rụng tối nay gần xa. Mẹ ơi sông Mỹ sát rào, sao con gần hết công lao một đời. Bóng hồng ngài áo đúng nơi, đâu bằng bóng yêu sự trời bao la. Cho con gần lại mẹ già, để sau người gần chính là con. Con xin gần lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng thư giãn nào. Để con gánh mẹ đừng can, giờ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Chúc con gánh cả tháng dài, gánh qua năm rộng đắng cay. Chúc con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tối nay gánh xa. Mẹ ơi sông biên giạt rào, sao con gần hết công lao một đời. Đâu bằng bóng hiếu giữa trời bao la. Chúc con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con.
cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tôi này gánh sao. Mẹ ơi sông biết dạt dào, con sao gần hết con lao một đời. Bông hồng ngày áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh. Là con. À, xin cảm ơn. Xin cảm niệm công đức của Đại Đức Thích Cát Tường. Kính thưa đại chúng, thầy Cát Tường trước kia là một tay anh chị. Trong một ngày thầy bỏ nhà ra đi bù đời, thì tự nhiên trong một cuộc ăn chơi đang nhậu nhẹt, trong lòng của thầy tự nhiên nóng lên. Thầy điện về nhà thì hay tin mẹ của thầy đã mất trước đó 2 ngày. Với một người đã ăn chơi như vậy, hay tin mẹ mất, thầy đã quay về nhà để chịu tang. Sau đó đối trước mộ của mẹ, thầy đã hứa với mẹ quyết chí từ bỏ tất cả và xuất gia học đạo. Thưa đại chúng, cho một tràng pháo tay với giọng ca của thầy vừa qua. Cho nên chúng ta nghe những cung bậc hát về gánh mẹ cũng nói lên tâm tư của thầy, như một món quà gửi về cho mẹ ở trong ở bên kia thế giới nhân dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay. Và thành thật xin chia buồn với thầy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng, nam mô Đại Hiếu Mục Kình Liên Bồ Tát. Chúng con tri ân những lời chia sẻ của Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức. Kính thưa toàn thể hội chúng, ví dầu tiếng hát Mẹ ơi sẽ được thể hiện qua tiếng hát của Phật tử Mỹ Lợi, xin toàn thể đạo tràng cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Đại Hiếu Mục Kình Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử, con tên là Võ Thị Mỹ Lợi. Hôm nay được dự đại lễ Vu Lan tại chùa Hưng Pháp, con xin dâng lên cho chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử một nhạc phẩm được mang tên Dí Dầu Mẹ Ơi. Con xin kính chúc cho chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự các tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Đại Hiếu Mục Kình Liên Bồ Tát. Chiều chiều mẹ đứng nhìn
chiều xưa mẹ con thương người con không, đời con đắng cay muôn phần, cơm muối dưa gà qua ngày mẹ ơi, mùa khơi xa cánh ngang trùng, tìm đâu cho thấy dáng mẹ của tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng, tiếp theo là chương trình hiếu hạnh dành cho những người con gửi tặng đến những bậc sanh thành. Sau đây trân trọng kính mời phụ huynh Lê Thị Kim Thảo, phụ huynh Phan Chi, phụ huynh Hoàng Thị Linh Phương, phụ huynh Chế Thị Mỹ Hạnh, phụ huynh Nguyễn Kim Trung, phụ huynh Trần Thị Trang, phụ huynh Nguyễn Thị Điều, phụ huynh Bùi Thị Hiếu. Xin mời các người con Trần Lê Tống Đoan,
Trần Lê Phúc Tấn, Bùi Xuân Vĩ, Bùi Xuân Đông, Bùi Như Ý, Trần Thị Tu Hương, Trần Hoàng Thảo My, Nguyễn Quỳnh Hương, Lê Trần Tố Như, Phan Nguyễn Yên Hồng, Bùi Thiên Thành, Bùi Minh Phát, Bùi Tường Vi tiến lên phía trước sân khấu, nên những dãy ghế mà ban tổ chức đã sắp xếp để bước vào chương trình hiếu hành. Và chúng con được trân trọng kính mời thân mẫu của Đại Đức trú trì, và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức trú trì tiến về nơi diễn ra lễ hiếu hành. Và trân trọng kính cung thỉnh nhị vị sư cô cũng tiến về nơi thân mẫu. Mời những người con là Lê Thị Huệ, Thích Nữ Huệ Tình, Thích Nữ Huệ Chân, xin mời các bậc phụ huynh an tọa tại những dãy ghế. Xin mời các em, các vị là con là cháu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, trong cuộc sống, nhất là khi chúng ta còn trẻ, chúng ta còn nông nổi, còn bồng bột, chắc chắn rằng là không thể nào chúng ta tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc của... Nhưng điều mà đáng quý nhất là chúng ta biết nhận ra cái sai của mình và chúng ta hối cải, chúng ta sửa đổi. Đó chính là phương pháp mà Đức Phật đã dạy, là chúng ta phải sám hối. Hôm nay chúng ta cùng ngồi lại bên nhau, được quỳ dưới chân của cha, của mẹ. Mẹ, mẹ cho con nắm bàn tay, bàn tay chai sừng vì con một đời. Cha, chắc cho con được nâng đôi chân chai sừng, mà cả đời người đã vất vả hy sinh vì con. Kính lạy mẹ, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền. Con muốn đọc lên những vần thơ để nói lên nước mắt ngọt ngào ấy sẽ không bao giờ vơi và không bao giờ mất trên cuộc đời này. Có phải chăng là tình mẹ? Kính lạy mẹ, con xin sám hối với mẹ vì những lúc, những nỗi buồn phiền con đã gây ra cho mẹ. Con xin sám hối vì những hành động ngỗ ngược, bất hiếu đã làm cho mẹ phải tổn thương. Mẹ ơi, con đã nhớ rồi. Ngày xưa ấy, mẹ sinh ra con trong cơn đau xé da xé thịt. Rồi kể từ đó,
Bao đêm mẹ phải thức trắng vòng bế con trên tay, vì những khi con nóng lạnh, khi lớn lên con bắt mẹ phải quan tâm, đáp ứng những mong ước riêng của bản thân mình, mà đâu hay biết nỗi cơ cực đắng cay mà mẹ phải gánh chịu trong cuộc đời. Mỗi khi không có gì vừa ý, con lại trách mẹ rằng mẹ không có thương con, không có quan tâm cho con. Rồi những khi quan tâm nhắc nhở, con lại cáu gắt khó chịu. Đôi khi chúng con tức giận, lớn tiếng cãi lời mẹ, làm cho mẹ buồn, mẹ khóc. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Cả cuộc đời mẹ sớm hôm tần tảo, đi nắng về mưa, góp nhặt từng đồng từng cắc, lo cho con ăn học. Mẹ tiết kiệm những khoản chi tiêu của bản thân mình để có thể dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Năm tháng trôi qua, mẹ để lại tuổi thanh xuân tươi đẹp cho con, còn nhận về cho mình những dấu vết của sự già nua trên khuôn mặt. Tóc của mẹ phải phai màu theo sương gió, đôi vai gầy nặng trĩu từng bữa cơm. Vậy mà con đã làm được gì cho mẹ đâu, ngoài những nỗi lo toan phiền muộn. Con đã xem sự hy sinh của mẹ là trách nhiệm, là điều hiển nhiên mà mẹ phải làm cho con, mà vì sao con không nghĩ mẹ cũng cần được sự quan tâm, mẹ cũng cần được sự chia sẻ, hỏi han khi mẹ mệt mỏi, ốm đau. Con xin lỗi vì tất cả những sự vô tâm đã làm cho mẹ phải buồn lòng, đau khổ vì con. Mẹ ơi, cha ơi, hôm nay trong ngày lễ Vu Lan, cho phép chúng con được nâng đôi bàn chân chai sần của mẹ, cho con được nắng những vết chai sần trên đôi chân đó. Giờ này con đã cảm nhận được thấy những lỗi lầm, những niềm hạnh phúc vô bờ bến, những đôi chân đó, những bàn tay kia. Có phải tháng năm đã lấy đi thanh xuân của cha, của mẹ? Cha ơi, tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nam. Chiều thu Vu Lan êm đềm vang vọng bên con, chợt khiến con bồi hồi xúc động nghĩ tưởng về cha. Cha ơi, cho con sám hối với cha vì những thái độ, lời nói, việc làm vô lễ của con đối với cha. Con xin sám hối với cha vì những lần con nói dối để được đi chơi cùng bạn. Bản thân của con á đã phạm nhiều lỗi lầm, vậy mà con cứ trách cha. Sao chỉ lo công việc kiếm tiền mà không quan tâm? Con đâu biết
cha đã phải làm việc mệt nhọc như thế nào để có thể lo cho gia đình, lo cho tương lai của các con. Gánh nặng cơm áo đè nặng trên đôi vai của cha, khiến nhiều đêm cha trăn trở suy tư, nhiều đêm cha phải thức trắng giữa trời nắng nóng như muốn cháy rát cả da thịt. Vậy mà cha vẫn cần mẫn làm việc nơi. Cha mệt mỏi đến sức lúc cùng lực kiệt, cha chỉ cần một lời động viên nho nhỏ, một nụ cười vô tư của những đứa con thơ bé bỏng để cha được một chút niềm vui. Vậy mà những lúc ấy con ở đâu? Con đang cùng với bạn bè, đang vui chơi mà không biết. Ấy vậy mà lúc nào con cũng cho mình là đúng, còn cha là một người lạc hậu, luôn áp đặt không bao giờ thấu hiểu được con. Cha giận con không nói được nên lời, nhưng biết bao lần vì tình thương cha mà cha bỏ qua tất cả. Cha ơi, con thật quá bất hiếu, con chưa từng một lần nhìn sâu, nhìn kỹ vào đôi mắt, vào khuôn mặt, vào mái tóc. Vào dáng dấp của cha, con chưa từng nghĩ được rằng là con có được đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo, đôi mắt sáng tươi, khuôn mặt trẻ trung, mái tóc đen mướt. Đó là cả thanh xuân của cha là còn gì nữa. Nhưng rồi năm tháng đã không đánh đổi sự hy sinh quý giá nhất của đời mình để cho con được ngẩng cao đầu bước đi. Quý vị, chén trà này với sự thương kính con dâng lên cha, lên mẹ để cảm nhận được sự ngọt ngào mà mẹ đã dành cho con. Các bậc phụ huynh hãy dùng trà và hãy ôm cha mẹ mình thật chặt. Và kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Cha và Con Gái qua sự thể hiện của Phật tử Tường Vi. Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha, con muốn nắm lấy tay cha thân chan những vết chai dần đã hằn sâu. Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau anh, mặt trời nghiêng mái đầu
cho con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Giờ ngày mai lúc thơ dần, nhưng cha không còn nữa, chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa. Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường. Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé. Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường. Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ chuyện chỉ đông đầy tiếng cha cười. Nhớ những ngày thân thiết bình nhân trên đời. Cơn gió thổi mái tóc rối bời, trái tóc thôi. Con muốn dấu than năm trôi đi vội vàng, vẫn được hoài ở bên cha mãi. Giờ ngày mai lúc tư dân, nhưng cha còn nữa. Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa. Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa. Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường. Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé. Chẳng còn ai sẽ quan tâm ngồi bên con để vô về. Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những câu chuyện chỉ đông đầy tiếng cha cười. Nhớ những ngày thân thiết bình nhân trên đời. Vì sao mãi đến lúc khi trông con đã lớn thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha. Dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua, chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời. Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể. Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mỗi riêng mình. Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những câu chuyện chỉ đông đầy tiếng cha cười. Nhớ những ngày thân thiết bình nhân trên đời. Những câu chuyện chỉ đông đầy tiếng cha. Và tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể hội chúng lắng nghe nhạc phẩm Vì Con qua tiếng hát của bé Mỹ Anh. Thank you.
Xin được trân trọng cảm ơn tiếng hát Bé Xíu Xìu Xiu của bé Mỹ Anh dành đến tất cả toàn thể đạo tràng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, có công ơn nào lớn hơn công ơn của thầy tổ mẹ cha? Có sự nghiệp nào lớn hơn sự nghiệp hoàn truyền chánh pháp? Mẹ sanh ta, cha nuôi ta, ân đức ấy cao xa vời vợi, song ân giáo dưỡng lại càng lớn và quý. Quý ngài là hàng sứ giả của Như Lai, là vị thầy hướng đạo cho chúng sinh, hướng đến giải thoát sanh tử. Ân đức ấy thật vô biên vô lượng. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, bằng tất cả tấm lòng thành, chúng con noi gương tôn giả Mục Kiền Liên, sắm sanh pháp y, cúi đầu dâng cúng. Đây là tín vật chư Phật chiến thắng ma quân, đắc đạo và hình thành biểu tượng cho ruộng phước phì nhiêu để hàng Phật tử chúng con tạo dựng công đức. Trong ý nghĩa đó, xin mời đại diện Phật tử tiến lên phía trước tác bạch dân y cúng dường. Ngồi xuống chút nữa chúng ta hãy quỳ. Oai đức chi bằng sấm giáng thanh bạch của hàng sa môn, noi gương từ phụ thế tôn hoàng khai giáo pháp tam muôn bốn ngàn. Ngày nay thiền tính các hàng cả xa đại lễ nghiêm trang, dâng y dưới tấm lòng thành ba giống nhiều phước đồng thành nguyện cầu chư tăng hoan hỷ nam tu khăn lành hạt giống đạo màu tương lai, cầu mau thoát khỏi hỏa tai xa, tham sân đoạn dứt Bồ Đề đến nơi, bạch đại đức từ bi minh chứng cả xa này dâng cúng tăng ni, xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tấn đạo bình an.
xa oai đức chi bằng sắc dáng thân bạch của hàng sa môn. Nói gương từ phụ thế tôn hoàng khai giáo pháp tam muôn bốn ngàn. Ngày nay thiền tinh các hàng cả ra đại lễ nghiêm trang cúng dường, dân y dưới tấm lòng thành ba giống nhiều phước đồng thánh nguyện cầu chư tăng hoan hỷ nạp thú căng lành hạt giống đạo màu tương lai cầu mau thoát khỏi hoa tai tu hành tinh tấn không nài giáng lao mong cầu phật pháp bền lâu thăm nhuận trăm năm châu thần ngàn cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thần quy y nói theo hạnh đức từ bi tu hành xa kỳ hướng về lời tha từ thân đắp mặt cả xa tham sân đoán dứt bồ đề đến nơi bạch đại được từ bi minh chương cả xa này dường cũng tăng ni xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tấn đạo bình an xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng quỳ dậy, chắp tay hướng về chư Tôn Đức để tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Thượng Tọa, chư Đại Đức Hiện Tiền Chứng Minh. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu lại về, chúng con xin được đại diện cho toàn thể quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng đầu thành đảnh lễ dâng lên lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Chứng Minh, chúng con kính nghe Đức Phật dạy rằng: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, đức tin khó có. Và thật may mắn thay, hôm nay chúng con được làm thân người, được nghe chánh pháp, được gặp chúng tăng, nên chúng con đã có một niềm tin chân chính vào ba ngôi Tam Bảo. Kính bạch quý ngài, chúng con biết rằng có được thân này là nhờ ơn sinh thành, dưỡng nuôi của cha mẹ. Cha đã cho chúng con nghị lực, niềm tin và sức mạnh để đi vào cuộc sống. Mẹ sinh chúng con trong khổ cực, 3 năm cho bú mớm, 10 tháng cưu mang,
đắng cay luôn chịu, bùi ngọt nhường lại phần con. Có mẹ có cha, chúng con cảm thấy mình như có cả bầu trời hạnh phúc. Với người con hiếu hạnh thì ai cũng muốn tìm cách báo hiếu mẹ cha. Và chúng con ở đây thật là may mắn khi đều là những người con của Phật, nên vâng theo lời Phật dạy, cúng dường tăng bảo sẽ mang lại phúc đức hằng xa. Trên tinh thần cao cả ấy, và hôm nay nhân mùa an cư đã mãn, ngày chư Phật hoan hỷ đã về, chúng con diễm phúc được tận hưởng hương hoa hiếu hạnh và nguyện noi theo dấu chân của tôn giả Mục Kiền Liên, thỉnh Phật cầu tăng lập đàn dân cúng pháp y để hồi hướng công đức cho cha mẹ ông bà hiện tiền được vạn sự an lành. Cầu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ đã quá vãng, nương nhờ sức chú nguyện của ngài mà sớm được siêu sinh tịnh. Lại nguyện cho tất cả mọi người trên cõi đời này luôn là những đứa con ngoan hiền, hiếu hạnh với mẹ cha. Nguyện cho thế gian không còn những tiếng khóc tủi thân âm thầm trong đêm tối vì đã vĩnh viễn mất đi dòng suối ngọt thâm tình của hai đấng sinh thành. Và đây là những chiếc huỳnh y, là pháp khí, là vật báu vô giá, là tín vật của ba đời chư Phật được gói trọn bằng cả lòng thành. Chúng con kính dâng lên mười phương chư Phật cùng hiện tiền chư tôn đức tăng, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ thọ nhận và chứng minh cho chúng con được vuông tròn hiếu sự. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Vừa rồi là lời tác bạch chí thành chí kính dâng lên chư tôn đức. Giờ này hướng vọng về chư tôn đức, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tòa đạo hiệu Thích Đồng Hành đã lao chư tôn đức từ bi ban đạo từ. Thành kính cung thỉnh thượng tòa. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lợi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Ứng Quán Tham Bồ Tát Thì Từ Gia Hộ. Kính bạch nhị vị Thượng Tọa Chứng Minh, kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa Đại Đức Thích Tâm An trụ trì chùa Hưng Pháp, trưởng ban tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568 dương lịch 2024 tại chùa Hưng Pháp. Kính thưa tất cả tử thiện nam tín nữ khắp nơi, hôm nay đã văn tập về đây tại chùa Hương Phúc để dự đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay tại chùa Hương Pháp. Cho nên cầu nguyện chư vị giàu giàu sức khỏe, cuộc sống bình yên, gia đình được hạnh phúc, công việc được hanh thông tốt đẹp. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, quý vị thiện nam tín nữ, đại lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay tại chùa Hưng Phúc do Đại Đức Thích Tâm An làm trưởng ban tổ chức để nhằm mục đích tri ân và báo ân bốn ân đức lớn nhất của người xuất gia cũng như cư sĩ Phật tử tại gia. Cái ân đức lớn nhất, thứ nhất đó là tri ân và báo ân đối với cha mẹ. Cái ân đức thứ hai đó là tri ân và báo ân thầy tổ dạy cho ta nên người. Cái ân đức thứ ba đó là tri ân
và báo ân quốc gia đất nước để cho ta được bình yên, hạnh phúc. Thứ tư đó là tri ân và báo ân công đức của đàn Na Tín Thí đã tạo dựng cho ta hôm nay. Và cái đặc biệt nhất đó là tri ân đến với cha mẹ. Xin thưa tất cả quý vị Phật tử thiện nam tín nữ, quý vị dù cho làm ăn ở đâu xa, ở nơi nào, mười phương nào đi nữa, nhưng trong lòng chúng ta có thể quên hết, nhưng chúng ta không thể quên được hai đấng sanh thành cha và mẹ của chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta sống, cha mẹ của chúng ta mặc dầu không đủ điều kiện để cho ta làm ông này bà nọ, cha mẹ của chúng ta mặc dầu không đủ điều kiện để cho chúng ta học đến nơi đến chốn, cha mẹ mặc dầu không đủ điều kiện để cho chúng ta có công ăn việc làm giàu sang phú quý như thiên hạ, như mọi người xung quanh ta, nhưng đặc biệt nhất cha mẹ cho ta hình hài cốt nhục. Cha mẹ đã xây dựng cho ta cả cuộc đời và hiện diện hôm nay quý vị có mặt ngồi ở tại nơi đây. Mà cha mẹ sanh ta ra từ 2 kg, 3 kg, nuôi nắng ta lớn khôn, trưởng thành, trở thành 5-70 kg và trưởng thành tới ngày hôm nay và tròn đài hạnh phúc của hôm nay là biết bao nhiêu cái sự hy sinh cao cả của cha mẹ, mà ở thế gian thường hay nói là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Mặc dầu trong cuộc đời của cha mẹ chúng ta rất vất vả, rất nhiều khó khăn, nhưng những cái gì ưu tiên và đệ nhất thì đều là ưu tiên cho con cái, ưu tiên cho con mình để trưởng thành. Mặc dầu cuộc sống gia đình chúng ta gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trở ngại, có thể thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng đối với con cái của cha mẹ luôn luôn là để cho con cái mình đầy đủ, để cho khỏi bị thua xúc ở nơi chúng bạn. Mặc dầu phía sau cha mẹ âm thầm làm những tất cả những vì có thể tạo tội lỗi, nhưng cũng mục đích là để cho con cái. Cho nên Đức Phật nói cái ơn của cha mẹ như trời cao biển rộng. Cho nên Đức Phật nói ơn của cha mẹ gọi là công dịch dưỡng dục của cha mẹ sánh ngang hàng với Đức Phật. Cho nên trong cái câu chuyện của thế gian, và hôm nay thay mặt chư tôn thiền đức sẽ kể chuyện cho quý vị nghe câu chuyện mà này, mà dường như quý vị cũng được nhiều chư tôn thiền đức kể. Phật trong nhà không thờ, đi thờ Thích Ca ngoài đường, là cái mấu chuyện nó như thế này. Có hai mẹ con sống trong một gia đình, người mẹ cùng với người con gái sống chung với nhau. Thì người con này rất là có niềm tin với Đạo Phật, có cho nên đối với Đạo Phật, người con gái này một mực đều là tôn kính. Thì một hôm ở trong vườn và trong nhà có một cái buồng chuối vừa mới chín tới, người con mới ra vườn chặt cái buồng chuối đó đem vô nhà, mục đích là để chuẩn bị đem lên chùa cúng Phật để tạo phước báo duyên lành. Thì người mẹ mới thấy cái buồng chuối đó có cái trái chín, mới thèm trái chuối đó quá, mới định chờm tay bẻ mà ăn, thì bị người con quát quở mắng: chuối này con chặt vô là để lên cúng Phật tạo phước báo duyên lành, chứ không phải là để cho mẹ ăn đâu. Mẹ làm như vậy là không có nên.
người mẹ nghe người con nói như vậy, sợ là mình bị tổn phước vì chuối này là đem lên chùa cúng Phật, thì người con mới dốc cái quài chuối đó đem lên chùa. Thì vừa tới cổng chùa mới gặp hòa thượng đứng trước cổng chùa, mới hỏi người con làm gì đây, đi đâu đây? Kêu con có nải chuối đem lên chùa cúng Phật để tạo phước báo duyên lành. Thì vị hòa thượng đó mới nói với cô con gái đó rằng: bây giờ con đem cái quài chuối này trên đường đi về nhà, nếu gặp ai mà bận đồ tân chế và mang đôi dép ngược thì đó chính là Phật, và con sẽ thành tâm đại lễ cúng dường cho vị đó thì sẽ đầy đủ phước báo duyên lành. Thì người con gái này mới nghe lời của hòa thượng, mới dắt nải chuối đi về ngược lại. Trên đường đi, mục đích là để coi thử có ai bận đồ tân chế và mang đôi dép ngược hay không, để mà thành tâm cúng dường. Nhưng đi miết trên con đường thì lại không thấy ai bận đồ tân chế và mang đôi dép ngược cả. Đến khi bước vào nhà gõ cửa thì mở cửa ra thì thấy người mẹ của mình bận đồ tân chế và mang đôi dép ngược. Vì trong khi người con gõ cửa như vậy, người mẹ hoảng hồn đi, rất là sợ, thì là vội vòng vòng mang đôi dép thì nó bị ngược treo ngoeo có đôi dép đó, ra mở cửa cho con để nó về, chứ mà chậm trễ là nó mới la mắng mình. Thì người mẹ mới dậy mới ra, thì người con mới hoảng hốt giật mình nghe lời hòa thượng ở trên chùa nói, mới sập xuống đảnh lễ sám hối: mẹ, con đã sai rồi. Trong khi người con đi lên chùa thì người mẹ mới ra nghĩa địa đấy, bận tìm đồ. Quý vị biết đồ tân chế chứ hả? Ở ngoài nghĩa địa người ta bỏ đó, thì mới đem về mới bận. Thì nghe người mẹ bận đồ tân chế và mang đôi dép ngược dậy, thì người con mới sụp lại xuống và xin sám hối mẹ, và nghe lời hòa thượng và đảnh lễ và thành tâm cúng dường cho mẹ. Và từ đó người mẹ, người con mới ngộ ra cái giáo pháp của Đức Phật là hiếu tâm mới được Phật tâm, hiếu hạnh vi tiên Phật hạnh, dục đắc đạo đồng như chư Phật, hiếu tu hiến dưỡng mẹ thân. Từ đó người con mới thành tâm phụng dưỡng người mẹ của mình, thành tâm báo hiếu người mẹ của mình. Từ đó người con lại đầy đủ cái phước báo duyên lành, và làm ăn chuyện gì nó cũng thuận duyên và thuận phước và đầy đủ phước báo vậy. Mà người con từ từ làm ăn nó thành đạt và ngàn ngày còn phát triển. Cho nên Đức Phật mới nói, và cũng như chư tổ sư cũng truyền đạt, và đến hôm nay chư tôn thiền đức cũng nói rằng, trong tất cả con người chúng ta đầy đủ phước báo duyên lành đấy, không có cái phước báo nào lớn bằng phước báo con cái có hiếu với cha mẹ, và không có cái tội lỗi nào lớn bằng cái tội lỗi là con cái chúng ta bất hiếu với cha mẹ. Cho nên hôm nay tại chùa Hưng Phát, Đại Đức Thích Tâm An tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu này cũng nhằm mục đích là để nhắc lại, đánh thức tâm thức của chúng ta nghĩ đến cha và mẹ, tri ân và báo ân, và tròn đài hiếu thảo đến cha và mẹ của chúng ta. Trước khi dứt lời, con thành kính chúc và khánh tế chư tôn thiền đức tăng ni thêm một tuổi hạ đầy đủ, giới định tuệ đầy đủ, huệ và từ bi trong con đường tiến bước tu học giải thoát giác ngộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã nạp thọ cho rồi, lại còn ban cho chúng con những lời pháp nhũ từ hòa để chúng con vẹn tròn chữ hiếu cũng như biết lối tu hành. Hàng Phật tử chúng con xin được y giáo phụng hành và thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Sau khi đảnh lễ cúng dường, kính mời toàn thể đạo tràng và kính cung thỉnh chư tôn đức khởi thân hướng về nơi Tam Bảo. Để niêm hương cầu nguyện. Thành kính gửi theo đám mây hương vạn vật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thế đoàn đời dự đạo theo Phật pháp làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học bình bền xa khổ độ quần mê chẳng quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đệ tử chúng con bằng lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy gặp hồi Vô Lan Phạm Phú chẳng quá yêu dài.
Phật đó nuôi con giáo dục buông tròn đem đường học đạo đệ tử ân sâu chưa bảo hộ bằng kém hàng giờ nay quê nước đại sáng chỉ thành cung kính đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm mê hoàng thơ từ tử hoàng hiền tam thiện đầy đủ thiện duyên nhu lòng lăng bằng hồ niệm gió bài kiếm cha mẹ chúng con đượm nhân mưa phạm còn tài thế tăng tâm đã qua đời ác đạo xa lìa chúng ma thành Phật nghe quả ngược trong căn đức Như Lai cấm còi không từ Phật sáng thêm pháp môn ngày càng tỏ ràng mưa hòa gió thuận đất nước bình an khắp nơi thành thì nông thôn mọi giới biết nương theo đường tu tập thiên nhiên được bảo vệ an lành xã hội hưởng tự do bình đẳng lại nguyện xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức đem mặt trời trí tuệ rằng ơi về ngự giữa không gian âm mưu khắp nơi đạo dài thoát được tiên dương nghe chúng sinh thâm nhuần mưa pháp mê người người hướng đến đạo màu nhà nhà hạnh phúc an khang đất nước hòa bình hưng thịnh nề chúng con lại nguyện nghe ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vàng được siêu sinh tình độ âm siêu dương thái pháp giới chúng sinh tề thành Phật đạo Nam Mô truyền thống. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức an tọa. Nam mô Bổn Sư. Kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đang ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay dưới bóng mát của ngôi Già Lam Hưng Pháp, được sự hộ niệm của mười phương chư Phật, được sự chứng minh của chư tôn thiện đức tăng, chúng con được trải lòng trong tình thương bao la rộng lớn và thấm đậm chất liệu ngọt ngào về công cha nghĩa mẹ. Trước thâm ân cao quý ấy, chúng con thành kính cảm niệm tri ân chư tôn thiện đức tăng ni vì lòng thương tưởng đến hàng Phật tử của chúng con. Quý chư tôn đức đã quang lâm chứng minh cho buổi lễ, sự hiện diện của quý chư tôn đức là một niềm vinh dự và phước báu lớn lao. Chúng con trong lúc diễn ra buổi lễ không sao tránh khỏi được những điều thiếu sót, ngưỡng mong trên chư tôn đức từ bi hoan hỷ tha thứ để buổi lễ chúng con được thầm vận công đức, và để kết thúc buổi lễ sáng hôm nay, kính chư tôn đức cùng lắng nghe nhạc phẩm Vu Lan Nhớ Mẹ qua sự trình bày của bé Thanh Trúc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử, con tên Thanh Trúc, hôm nay nhân ngày Vu Lan báo hiếu, con xin gửi đến chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử bài Vu Lan Nhớ Mẹ. Con xin kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử một mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy hạnh phúc và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
lại chương trình Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2568 dương lịch 2024 với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Chúng con kính nguyện trên hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức được thân tâm thượng an lạc, phước trí châu viên, đạo quả viên thành. Kính chúc toàn thể quý Phật tử phước huệ trang nghiêm, gia đình an vui hạnh phúc. Trong quá trình diễn ra buổi lễ, chúng con mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức từ bi hứa khả và niềm tình hoan hỷ cho ban tổ chức chúng con. Giờ này chúng con kính thỉnh Chư Tôn Đức khởi thân và toàn thể đạo tràng khởi thân niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiện Đức hồi quy. Mẹ hiền ơi, mùa Vu Lan đã về rồi, người ta đang vui cùng đời, hoa hồng đỏ thắm trên môi. Còn mình con lang thang nhặt cánh hoa trắng, nghe cây đắng tìm về trong hồn. Đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Tháng bảy ngày trăng mùa hiếu Vu Lan về, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi. Riêng con hoa trắng trắng màu xót thương, mẹ ơi thương nhớ khôn cùng. Nhìn ai mang đóa hoa hồng, xót thân mình màu trắng đơn côi. Trở về đây thành phố đang sang